bây giờ gia đình thì sẽ đi vào chập thứ hai nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đi chập thứ hai. Đây, hai em ngồi vậy sao? Lê Lê, xin chào bà cô chú anh chị, xin chào bà cô chú. Giỏi quá, ái xin giỏi quá. Là những ngôi nhà ở bãi biển lâu rồi thì mới quay lại nè. Chứ thì cũng đi hoài mùa hè nên lười, cũng lười quay. Những cái nhà này là mắc lắm nha các bạn. Những cái nhà gần bãi biển, gần biển là mắc lắm à, không có tiền mua. Cho nên sống xa xa biển. Có thật, có sao nói vậy. Chứ mình không có nổ. Mình nghèo thì mình nói mình nghèo. Mình lao động tay chân thì mình nói lao động tay chân. Nhưng mà mình làm sao cho gia đình mình có thức ăn vui vẻ hạnh phúc là được. Rồi bây giờ vợ chồng em đi bắt cua nè. Đó. Trời cũng rất là âm u luôn. Nhưng mà đi kiếm cua dạng các bạn ơi. Thành quả nãy giờ của vợ chồng thì bắt cua. Đó, được nhiều đầy cua, bắt thêm nữa nha các bạn. Hôm nào ở ngoài biển đến nguyên ngày luôn. Đến tối mới về. Cho nên là ngồi không làm gì thả đồ xuống bắt cua. Này. Rồi tối tới sẽ đi bắt ốc nữa. Một ngày. Ôi con cua nó đã lắm bạn. Bự kinh. Đã lắm nè. Giờ được mấy con cua các bạn ơi. Đang câu cua nữa. Đếm coi, cua đỏ này thì mình được nhiêu con hả? How many red trap? Red we can have 24 each. The dungey's 12. Cua đỏ thì mình được còn một người 24 con. Còn dungey thì mình được 12 con. Đó. Đó, được mấy em cua nè. Ôi đã chưa, được một em này. Dungey nè, còn đấy là cua đỏ nè. Cua đỏ này ăn rất là ngon nha các bạn. Thì không biết các bạn có thích không. Nhưng mà Thủy thì rất thích cái cua đỏ này. Đó. Mà các bạn biết không, mấy cua đỏ này mà mấy cái cua mà có trứng nó trầu nó đã lắm. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Yeah, you can have more. Còn, tại vì đếm coi được bao nhiêu con nữa các bạn. Nè mấy con cua đỏ mà cua bự này nè. Nè các bạn thấy không. Mà cua này nè, trời ơi nó có trứng nha. Mà trứng trời ơi nó nhiều mà nó đã lắm. Thích lắm các bạn. Nè đó. Còn cua này thì mình không bao giờ bắt được cua nữ nha. Chỉ có cua nam thôi. Đó nữ hả. Cua này mà cua ấy bắt bằng kéo lên một cái. Trời ơi nó bự, nó mập lắm. Tại đâu có ai bắt nó đâu. Nè, nè. Ồ, đã chưa. Rồi, bây giờ làm tiếp thôi. Để coi từ đây đến tối làm thêm khoảng 2 tiếng nữa. Xong cái vợ chồng Thủy đi vòng vòng. À, chim biển. Ồ, quá trời. À, tự nhiên bao qua đây nhiều dữ vậy. Ai thả cái gì xuống đây, thức ăn gì xuống đây mà nhiều dữ ta. Quá trời là quá xả luôn. À, mới đổ cua xuống đó các bạn. Đổ cua xuống nó bay lên nó ăn nè. Chắc có ăn này nè. Cái anh đừng đứng nói chuyện với ông xã thì. Đổ cua xuống, giỏ cua đó. Nên giờ chạy lên mới tỉa. Rồi đi bắt cua bắt ốc giờ đói rồi. Buổi trưa ghé vào đây ăn các bạn. Ở đây có bán nè. Bán đồ ăn của Mỹ. Người Mỹ thích ăn đồ ăn của Mỹ lắm nha. Đây chồng Thủy là cũng thích lắm. Ngon ha. Ngon ha. Đồ ăn của Mỹ. Ở đây anh làm cái xe này nè. Cái xe này mình bán đồ ăn là mình không cần mở nhà hàng đâu các bạn. Mình không mở nhà hàng, không cần phải đóng thuế ấy. Mình làm một cái xe truck bán đồ ăn vậy nè. Đó, xong cái mình đậu ở chỗ nào đó mình bán. Đó, đóng thuế không có nhiều. Chồng Thủy muốn làm cho Thủy chiếc này nè. Nhưng mà Thủy nói thôi mệt quá, làm không nổi một mình. Một mình Thủy làm không nổi đâu, phải 2-3 người mới được.
Đó, đang đứng tính tiền ha. Xong ở đây nè, mình có cái đồ để mình ngồi ăn nè. Đó, che mưa, che nắng vậy đó. Hả? Đó, đây. Đó, che nắng, che mưa ở đây nè. Ở trên đường đi ra biển đó các bạn. Rồi, bây giờ mình qua đây ngồi thôi. Hai chị em nó đang chơi. Hả? Ông xã nó đang trả tiền. Đi bắt cua bắt ốc giờ đói. Chồng thì lấy xe đó, lấy xe tải á, cho nên hay ổng hay ghé vô đây nè. Ổng nói chỗ này bán ngon, mà ở chỗ này thì nó nghỉ thứ bảy chủ nhật, nhưng mà hôm nay vợ chồng Thủy đi là ổng bay thứ bảy chủ nhật, cho nên á hả là ăn được. Chồng Thủy nói là muốn chở Thủy đến đây ăn để biết á, tại ở đây nó ngon. Cũng may hôm nay là không phải ngày cuối tuần cho nên ăn thử nè. Ba kêu Lily là con khí độc. Lily là con khí độc. Lily. Oh, I was asking you where they were. Okay, I see them. Ba kêu lấy này là khí độc. Khí độc. Ôi trời ơi. Ôi lạnh quá mà, áo lạnh các bạn, ôi lạnh quá trời lạnh. Gió rồi đó. Hai chị em ở trên. Đây là tha cồ, chồng Thủy nói là ngon nè các bạn. Ai còn đây là cái nước gì thử nước nữa, hồi chồng Thủy chỉ cho ăn chứ giờ Thủy cũng biết nữa. Đừng có húp húp hồi cái là nói cái nước này là cái nước rửa tay hay gì. Nói vui thôi, tại coi trên mạng có nhiều khi làm vui á, cái nước mà rửa tay để ăn hải sản cái húp á, cái vui vui ha. Nè Lì nè, lấy Lì. Con coi ngồi đây đi con, ngồi đây nè. Ở đây, ngay kìa. Đây là của Ashton. Ashton ordered that. Wow, yummy taco. That's spicy, Ashton. Cay lắm đó con, đừng ăn đó. Này. Okay. Dad, what we do? What we do? See here. Chặt chặt như vậy. Huh? Go. Go for it, baby. This hot sauce is really hot. Oh, ở trong nó có này. What meat, honey? Korea? Yeah. It's well marinated and cooked long beef. Some beef? Oh, God. Đây mọi người, Thủy về, bây giờ Thủy đang hấp cua nè. Đó, nguyên một nồi cua. Nồi này bự lắm nha. Nguyên một nồi đang hấp. Đang hấp cua một nồi. Trời, ở bên đây thêm nồi nữa. Đó, đã chưa. Rồi, bây giờ hấp chín nhưng mà hơi tối rồi, cho nên là mình để ngày mai mình ăn ha. Rồi, để qua một chút nữa Thủy quay trong mà cô chú coi là Thủy bắt được mấy cái như thế nào ha. Và mấy con ốc kia nữa. Đó, đang hấp hai nồi cua. Sẽ là nhà mai là đã đời rồi. Ăn cua đã luôn. Mấy mười mấy hai chục con. Hình như là hai mươi mấy con ốc dương. Đây. Thì xin cảm ơn ông bà cô chú anh chị và các bạn nha. Rồi bây giờ tối quá. Hồi thấy đi ngủ. Hấp xong chín để đây. Thì sao nguội mình cũng mới ăn được. Chứ nóng quá mình nào ăn được đâu. Đã lắm, ở dưới có mấy con cua nó bự lắm các bạn ơi.
nè. Ôi đã chưa, lâu lâu đi bác về ăn cho nó đã cái cơn nghiền, đã cơn thèm. Bây giờ tối rồi, sợ con không nói lớn lắm. Cảm ơn bà cô chú anh chị nha. Chúc mọi người thật vui vẻ, hạnh phúc, an lành. Bye bye.